đã đưa ra danh sách vinh danh các gương mặt nổi bật trong nhiều lĩnh vực về chuyên môn. Tuy nhiên, khi một trong các gương mặt gây tranh cãi vì có hành vi không phù hợp đạo đức, nhận lại phản ứng từ nạn nhân cũng như cộng đồng về hành vi đạo đức, gương mặt này đã bị loại khỏi danh sách. Nhiều tranh luận xoay quanh việc một gương mặt được vinh danh về chuyên môn nên hay không nên được bình xét về đạo đức. Các bạn ủng hộ nên hay phản đối không nên về điều này? Nhóm em xin chọn ý kiến đồng tình là sẽ ủng hộ việc bình xét về đạo đức. Người đấy nên là một cái người tốt để mà có thể truyền cảm hứng cũng như là để cho giới trẻ noi theo. Bên cạnh đó thì một cái người nếu mà bị bình xét về nhân phẩm gây ra nên tranh cãi là đã tạo nên làn sóng giờ tranh luận của chia tạo nên làn Quan điểm của tôi là những người được vinh danh về chuyên môn thì mình không cần phải phán xét và bình phẩm về đạo đức của họ, bởi vì tài năng và chất xám cần được công nhận. Ví dụ Ronaldo, những cái gì mà anh làm được cho nền đá bóng của thế giới và những cái ảnh hưởng của anh cho tất cả những cầu thủ trẻ, cho tất cả những người hâm mộ, những người khán giả và kể cả những trẻ em yêu thích bóng đá noi theo. Và tôi nghĩ tại sao phải quan tâm đến những cái việc nhỏ trong khi sức ảnh hưởng của anh quá lớn. Tuy nhiên thì đây là một cuộc thi, đó là một bảng xếp hạng và chúng ta đang tìm kiếm những người có hoàn hảo về cả kỹ năng và cả đạo đức của họ. Và nếu có sai sót, nếu là lớn thì sẽ có pháp luật giải quyết. Và nếu là sai sót bé thì ban tổ chức và cái người tạo ra bảng xếp hạng đó thì em tin sẽ là cân nhắc để có thể tìm ra một người hoàn hảo hơn để đứng trên bảng xếp hạng và truyền cảm hứng được cho giới trẻ. Theo tôi, chuyên môn và đạo đức là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt. Kanye West từng bị cấm biểu diễn tại Grammy vì những vấn đề đạo đức của anh ấy. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận được hai kèn vàng của anh ấy trong giải Grammy. Nếu chúng ta quá quan trọng vấn đề về đạo đức, chúng ta sẽ bỏ lỡ đi mất một nhân tài. Tôi xin chân thành cảm ơn. Nếu như bạn hay người thân của bạn là nạn nhân trong câu chuyện đó thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi bạn đang đau khổ về tinh thần lẫn thể xác thì cái người gây ra cái điều đó cho bạn lại đang đứng trên bảng xếp hạng và truyền cảm hứng cho tất cả các người trẻ. Và bạn thử nghĩ xem nếu con cháu bạn học hỏi những điều này và chỉ cần nghĩ rằng chỉ có tài thì đạo đức của xã hội này sẽ đi đến đâu? Mình sẽ hết ạ. Đạo đức có thể thay đổi nhưng mà trước những cái vấn đề này chúng ta cần công nhận, ghi nhận. Ok, nói tiếp đi. Chúng ta cần những cái công nhận, ghi nhận những cái cống hiến mà chuyên môn mà họ mang lại. Tại vì những cái dự án và công trình chỉ có chuyên môn mà họ mới có thể làm được. Chúng ta không nên đưa cái phán xét về mặt đạo đức vào cái chuyên môn này để không tạo cho họ được cái động lực phát triển tích cực về cái chuyên môn. Vì cái xã hội văn minh này cần có những cái cơ hội để cho họ thay đổi. Đạo đức từ xưa đến nay thì luôn luôn là những điều mà con người của chúng ta luôn luôn theo đuổi. Chúng ta không phủ nhận những gì mà họ mang lại cho cái xã hội và con người chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta sẽ đón nhận họ khi mà họ quay trở lại sẽ là một con người hoàn thiện cả về đạo đức lẫn trí tuệ, thì họ sẽ xứng đáng trở thành một người để cho giới trẻ và tất cả mọi người trong xã hội mọi tầng lớp noi theo. Trên thế giới có rất nhiều người nổi tiếng được vinh danh và công nhận và không phán xét về mặt đạo đức. Ví dụ như là Ronaldo, anh ấy là một cầu thủ truyền rất là nhiều năng lượng. Bởi vì đạo đức là một thứ vô cùng quan trọng, mặc dù chúng ta không sờ, không nắm và nhưng mà chúng ta cảm nhận được. Và khi chúng ta còn bé, việc đầu tiên chúng ta đến trường mà chúng ta được dạy là gì? Đó chính là môn đạo đức. Và em tin là chỉ khi tài và đức phát triển cùng với nhau thì người đó mới đạt được thành công và được mọi người đón nhận ạ. Quan điểm của chúng tôi là một khi đã công nhận và vinh danh những người có chuyên môn thì chúng ta sẽ không bình xét đến đạo đức. Những luận điểm chúng tôi đưa ra đều hướng đến 3 tiêu chí: công bằng, văn minh và nhân ái. Công bằng ở chỗ công nhận nhân tài, chuyên môn và những cống hiến của họ cho xã hội và cộng đồng. Thứ hai, văn minh, chúng ta tạo cơ hội để họ phát triển hơn, để họ thay đổi, sửa chữa những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Hơn nữa, điều đó còn thể hiện một điều, lòng nhân ái. Tất cả chúng ta đều đang hướng đến một xã hội chấp nhận sự hoàn hảo, sự không hoàn hảo. Phần thi của các bạn kết thúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất là giỏi. Wow. Các bạn đều đưa ra những lý luận rất là sắc bén và đều có những dẫn chứng. Bên này thì chị thấy là các bạn đánh giá là đạo đức cũng phải dựa trên pháp luật, một ý rất là hay. Ngoài ra thì đội team bên này đưa ra những ví dụ mà mọi người phải suy nghĩ là những cái nhân vật đã thành công nhưng họ vẫn có những tranh cãi. Cả hai team đều rất là
tốt. Team này thì đưa ra được rất là nhiều những cái ví dụ rất là thuyết phục. 686 khi mà bạn chốt á, đưa ra được 3 điều mà có thể phải nói là rất là thuyết phục Khánh. Còn về phía team của chị Mô Thủy thì các bạn rất là tốt trong cái việc mà bám về vấn đề đạo đức và những cái về tình cảm và những người mà có thể bị nạn là nạn nhân. Và nói đây là một cái chương trình có một cái màn phản biện giữa các thí sinh rất là xuất sắc. Các bạn thể hiện được cái bản lĩnh của mình đứng trước camera, đứng trước cái áp lực sân khấu và cũng như ban giám khảo, nhưng mà các bạn đã nói ra được và bảo vệ được những cái luận điểm của mình. Cảm ơn các bạn vì một phần thi vô cùng là hấp dẫn. Sau khi hội ý, chúng tôi xin được chúc mừng cho phần biện luận của team huấn luyện viên Kim Duyên. Mình vẫn luôn có suy nghĩ là những cái đội còn lại đã làm rất tốt.